Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin mới lên làm Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phá luật. Thông thường kết thúc nhiệm kỳ Trung ương Đảng thì cũng kết thúc nhiệm kỳ của Quốc hội. Trung ương Đảng khóa 12 tương ứng với Quốc hội khóa 14. Trung ương Đảng khóa 13 thì lại tương ứng với Quốc hội khóa 15. Chuyện bi hài ở chỗ Trung ương Đảng mà đấu đá chưa xong là chưa thể xúc tiến được việc bầu cử Quốc hội. Trường hợp này đã xảy ra ở ngay đại hội lần thứ 13 vừa qua. Chưa có kỳ đại hội nào mà đại hội đảng xong mà lại ăn chia cũng chưa xong. Nhiều trường hợp thay đổi nhân sự bất ngờ đã nói lên rằng việc đấu đá nội bộ vẫn đang còn rất gay cấn dù đại hội đã qua 3 tháng. Chính vì vậy mà ngày bầu cử Quốc hội được Đảng Cộng sản Việt Nam ấn định là đến cuối tháng 5 mới tổ chức. Nếu đợi Quốc hội khóa mới bầu xong và nhóm họp e rằng nhiều người không thích. Vì vậy họ cần Quốc hội khóa trước bỏ phiếu hợp thức hóa chức vụ để mọi thứ vụt khỏi tầm tay. Theo đúng luật, Quốc hội khóa 14 mới bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Thế nhưng thực tế thì kỳ họp Quốc hội lần thứ 11 của Quốc hội khóa 14 vừa qua đã tổ chức bầu Chủ tịch Quốc hội khóa sau, bầu Chủ tịch nước khóa sau, bầu Thủ tướng khóa sau và chuẩn thuận các nội dung khóa sau xong xuôi hết. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng khóa sau mà lại tuyên thệ nhậm chức ở Quốc hội khóa trước. Đó là một việc làm hoàn toàn trái với luật pháp. Nó cho thấy những người có chức vụ trong tay, họ không muốn bị vuột mất đi. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, luật không quan trọng. Mà quan trọng là điều gì có lợi cho lãnh đạo cấp cao thì họ sẽ làm bất chấp tất cả. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tập thể tự cho mình đứng trên luật. Tuy nhiên, với thời đại 4.0, người dân đã hiểu biết hơn xưa rất nhiều, mà Đảng Cộng sản làm như vậy thì quá xem thường người dân. Việc Quốc hội cũ bầu nhân sự và các chức danh nhà nước cho khóa mới mà không chờ đến kỳ họp bầu cử Quốc hội, điều đó cho thấy những người thắng cuộc trong đại hội 13 đã quá vội vàng, bất chấp mọi thứ. Câu hỏi đặt ra là ai đã vội vã cho bầu cử trái luật đến như vậy? Trên nguyên tắc là Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xé luật. Tuy nhiên, nói Đảng Cộng sản là nói chung chung, trong đó phải là người chủ trương chứ không thể là chủ trương chung chung. Vậy ai là người có chủ trương như vậy? Cũng theo nguyên tắc, ai có lợi nhất khi phá luật thì người đó là kẻ chủ trương. Những lãnh đạo Cộng sản hay có thói quen làm hay nhưng tự nhận công còn điều sai trái thì đổ cho Đảng. Chính vì vậy sẽ không ai chịu nhận lỗi trong việc đã cho Quốc hội khóa cũ bầu nhân sự khóa mới cho chức danh nhà nước. Nhìn lại trường hợp ông Phạm Bình Minh bị vuột mất chức Phó Thủ tướng Thường trực thì biết, từ sau đại hội 13 đến kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14 mà gần 3 tháng, trong 3 tháng đó ông Phạm Bình Minh chưa chính thức được Quốc hội công bố nên ông Trương Hòa Bình đã tái chiếm lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực mà bị ông Phạm Bình Minh cho rằng có thể cướp mất. Để tránh đêm dài lắm mộng thì các quan chức đã giành được chiếc ghế phải cho phá luật và bắt Quốc hội khóa trước bầu nhân sự nhà nước cho khóa sau. Hiện nay, người có thể điều khiển được Đảng Cộng sản Việt Nam thì chỉ có hai nhân vật. Thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng, thứ nhì là ông Phạm Minh Chính. Xét ông Nguyễn Phú Trọng thì rõ ràng ông Trọng đang là Tổng Bí thư, một chức vụ trong Đảng chứ không phải là một chức vụ của nhà nước. Như vậy, tại đại hội lần thứ 13 diễn ra vào cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 đã bầu ông Trọng làm Tổng Bí thư thì đó là lần bầu cử chính thức rồi. Ông Nguyễn Phú Trọng không cần Quốc hội họp để bầu ông nữa vì Quốc hội chỉ bầu cử những chức danh của nhà nước chứ không bầu chức danh của Đảng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư là chức vụ trong Đảng, với ông Nguyễn Phú Trọng cũng không cần Quốc hội bầu ông lần nữa. Như vậy thì việc vội vã ép Quốc hội khóa trước bầu nhân sự nhà nước cho khóa sau là việc làm của người khác, không phải của ông Nguyễn Phú Trọng. Có một số ý kiến cho rằng có thể họ không hiểu biết về luật tổ chức Quốc hội, luật bầu cử, vân vân. Tuy nhiên, đây là cách nói bao biện. Lẽ nào cả Quốc hội 500 người mà không người nào nhận ra cách làm này là sai luật? Thực chất Quốc hội Việt Nam chỉ là Quốc hội bù nhìn. Họ chỉ gật theo Bộ Chính trị, vậy nên dù có cho họ có biết mình làm sai, họ vẫn làm. Các chức danh nhà nước Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng được Đại hội Đảng bầu làm Tổng Bí thư thì ba người còn lại là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều là ba chức danh của nhà nước. Trong ba chức danh đó, chức Thủ tướng là có thực quyền lớn nhất. Như vậy thì với những người muốn Quốc hội khóa trước phải qua mặt Quốc hội khóa sau, bầu nhân sự nhà nước là ý của một trong ba người, hoặc là ông Nguyễn Xuân Phúc, hoặc ông Phạm Minh Chính, hoặc ông Vương Đình Huệ. Xét ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông ta có sợ mất chiếc ghế Chủ tịch nước hay không là câu hỏi được đặt ra. Có khả năng là không, vì đơn giản chiếc ghế Chủ tịch nước của Nguyễn Xuân Phúc là hữu danh vô thực trong tứ trụ. Một vị trí chỉ để làm cảnh nên không có ai nhảy vào giành giật với ông Phúc cả. Và lại, ông Phúc đã để tuột mất chức Thủ tướng thì xem như ông đã không còn có động lực để giữ chức Chủ tịch nước bằng mọi giá nữa. Với ông Vương Đình Huệ thì sao? Chức ông Vương Đình Huệ tuy có cơ hội phát triển nhưng thực tế vẫn không có thực quyền. Việc ông Huệ được tuyên thệ ở khóa sau hay khóa trước cũng không ảnh hưởng gì cả. Chẳng ai giành chức với ông Huệ. Còn ông Phạm Minh Chính thì sao? Chức này rất quyền lực. Đây là kết quả đấu đá gian khổ, bài bản của ông Phạm Minh Chính trong nhiều năm mới có được. Trong ba ghế thuộc nhà nước thì chiếc ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính bị nhòm ngó nhiều nhất. Và ông Phạm Minh Chính cũng là người có nhiều kẻ thù nhất. Có lẽ ông Phạm Minh Chính không đáng lo vì mọi chuyện đã ăn bài từ sau đại hội lần thứ 13. Tuy nhiên việc ông Trương Hòa Bình phút chót lại giật được chiếc ghế cũ thì đấy là một hồi chuông cảnh báo cho ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính là người lên danh sách nội các trước đó rất lâu, đến phút chót đã phải sửa cho thấy nếu không sớm được Quốc hội công bố thì chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên cho được. Đây là hình ảnh trường hợp ông Trương Hòa Bình bất ngờ giật lại được chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực, ắt hẳn ông Phạm Minh Chính phải lo cho chiếc ghế Thủ tướng của ông. Tuy buộc Quốc hội khóa trước bầu nhân sự khóa sau cho nhà nước là sai lại an toàn. Sau kỳ bầu cử chéo cẳng ngỗng như vậy thì ông Phạm Minh Chính đã thở phào nhẹ nhõm và có thể ăn mừng chiến thắng. Ông Phạm Minh Chính cũng không xem luật ra gì, đây là điều mà dư luận xã hội đưa ra. Việc bắt chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh, một phụ nữ chân yếu tay mềm và quy cho tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015 là một tín hiệu cho thấy ông Phạm Minh Chính còn coi thường luật pháp hơn cả ông Nguyễn Xuân Phúc. Bà Nguyễn Thị Hạnh được biết là người sáng lập ra quỹ 50K để hỗ trợ cho gia đình các tù nhân lương tâm Việt Nam. Tuy nhiên, báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại cho rằng bà đã nhân danh các tội phạm đang thụ án vì hành vi chống phá nhà nước để quyên tiền. Với một người mà dám đạp lên đảng luật cho Quốc hội khóa trước, lạm quyền Quốc hội khóa sau thì ông ta còn ngán ngại điều gì mà không bắt người như vậy. Ông Phạm Minh Chính là một con người xuất thân từ ngành tình báo của công an, hay nói theo ngôn ngữ dân dã thì Phạm Minh Chính từng là công an chìm. Mà chìm là gì? Là chủ yếu hoạt động trong bóng tối, mục đích là để đừng bị ai phát hiện ra ông Chính đã làm gì phạm luật. Ông Nguyễn Phú Trọng trên con đường thâu tóm quyền lực đã ra tay rất tàn nhẫn với tất cả những người trong đảng. Để răn đe người dân, ông cũng rất ác với người dân đồng tâm. Để bao che cho cái sai của hệ thống tư pháp, ông để Nguyễn Hòa Bình chà đạp lên luật pháp và xử án oan tử hình người dân. Đấy là ông Trọng là một mẫu người tham quyền cố vị. Tham quyền mà không ác thì không thể thỏa lòng tham được. Xét về cá nhân ông Phạm Minh Chính thì ông Chính không thua gì ông Trọng về sự tham quyền. Nhiều ý kiến cho rằng thời của ông Phạm Minh Chính sẽ là một thời kỳ hà khắc. Thực chất, ông Phạm Minh Chính là một tướng công an nắm chính phủ. Vì thế nên nhận xét này là hoàn toàn rất hợp lý. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính là thủ tướng xuất thân từ ngành công an. Và rất có thể ông ta sẽ không ngại gì việc chà đạp lên luật pháp. Hãy xem ông Tô Lâm hành xử như thế nào khi dẫn quân sang Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay giữa ban ngày. Cũng hãy xem công an Hà Nội đã vào thôn Hoành hành quyết cụ Lê Đình Kình và mổ bụng cụ ra sao thì ắt mọi người sẽ hiểu về bản chất của những tướng công an và những người cộng sản. Họ nghiêng về quân phiệt và ý thức thượng tôn pháp luật lại rất kém. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021 với bản tin mới lên làm Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phá luật. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d